Trong cuộc đời của mỗi người, chắc hẳn ai cũng có những trải nghiệm đẹp. Và em cũng vậy, em đã có một trải nghiệm du lịch Hạ Long đáng nhớ vào kỳ nghỉ hè này. Tối hôm trước ngày đi, cả gia đình chuẩn bị quần áo và vật dụng cá nhân. Em háo hức lắm. Từ sáng sớm, em đã thức dậy và hăng hái cùng mọi người mang đồ lên xe. Ngồi trên ô tô, ngắm nhìn cảnh bình minh, em như được hòa mình vào với thiên nhiên tươi đẹp. Những cảnh cây vừa còn xây giấc mà giờ đã vươn mình để đón ánh nắng ban mai. Lần đầu tiên em được ngắm nhìn ông mặt trời dần ló dạng sau những rặng cây. Đặt chân tới Tuần Châu, cảm giác đầu tiên của em là phong cảnh vùng biển thật sự rất đẹp. Mùa du lịch nên từ sáng sớm cũng đã có rất nhiều du khách. Sau khi bố mẹ mua vé, cả gia đình em cùng lên chuyến tàu khám phá vịnh Hạ Long. Con tàu nước từ trên mặt nước để mọi người có thể ngắm nhìn và chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình. Từng hòn non bộ dần lại gần trong tiếng reo vang thích thú của mọi người. Cá nhân em thì thích nhất là được ngắm nhìn cận cảnh những hòn non bộ giữa vịnh soi mình dưới làn nước trong xanh, nhắm mắt lại ngắm cảm nhận tiếng gió vi vu từng con sóng vỗ vào mạn thuyền. Bầu trời hôm nay như xanh và cao hơn. Trên tàu không chỉ có thể ngắm nhìn vịnh mà còn có thể thưởng thức những món ăn ngon là đặc sản của vùng biển. Sau khoảng một tiếng đi quanh vịnh, đoàn tàu dừng chân tại hang Sửng Sốt. Vừa bước vào, em đã cảm thấy sự mát lạnh của thiên nhiên đi sâu vào bên trong. Em bị choáng ngợp bởi cảnh đẹp như đây. Trong được lắp những chiếc đèn càng khiến em có thể nhìn rõ hơn cảnh đẹp trong hang. Khi quay lại cửa hang, trở lại con tàu, em vô cùng háo hức khi nghe mẹ nói: "Nào, bây giờ mẹ dẫn hai đứa lên tầng hóng mát nhé." Thế là hai chị em chạy vội lên tầng theo mẹ. Quả thật là trên tầng mát rượi ấy. Điểm đến tiếp theo là bãi biển Ti Tóp. Từ xa, em thấy một bãi biển với làn cát trắng và những rặng rùa hiện ra trước mắt. Nhiều du khách đang mải mê tắm biển. Chúng em thích thú đuổi nhau trên bãi cát dài và hòa mình vào với làn nước mát lạnh. Chúng em được vui đùa thỏa thích. Kết thúc chuyến đi bằng một cốc kem sữa chua trân châu Hạ Long thơm ngon. Chuyến đi lần này thật vui và bổ ích. Em mong sẽ có thật nhiều chuyến đi như thế này nữa. Bài văn của em xin hết ạ.